Chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Nam Khê tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên toàn phường. Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thúy, trưởng phòng tư pháp thành phố Uông Bí. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu truyền đạt phổ biến các chuyên đề về nghiệp vụ và công tác hòa giải ở cơ sở, kỹ năng ghi chép của hòa giải viên, ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, lập văn bản hòa giải, một số vấn đề về thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự. Thông qua hội nghị tập huấn, các hòa giải viên cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động của hòa giải ở cơ sở, các tình huống phát sinh vướng mắc trong thực tiễn được bổ sung kiến thức pháp luật và khả năng hòa giải ở cơ sở, qua đó giúp cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng có hiệu quả, giữ vững đoàn kết trong nội bộ nhân dân nhằm phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.